đúng là giới dân chơi biển số, đôi khi một biển số đẹp còn có giá trị ngang với cả chiếc xe đắt tiền. Có nhiều câu chuyện về việc chủ xe hơi bám biển hợp phong thủy và rồi xe được bán với một cái giá chắc hơn ban đầu rất nhiều. Thú chơi biển đẹp đã có từ lâu. Đôi khi, nó là những con số tứ quý, cũng có thể là số đẹp hợp với chuyện làm ăn của gia chủ. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ vì cái biển hợp mắt. Mới đây, một người đàn ông có ảnh biển số lên mạng xã hội. Theo đó, anh ta đã bấm được biển 45.678 vốn có ý nghĩa tiến về phía trước, vượt qua chông gai, săn bằng tất cả. Bởi vậy, chủ xe ngay lập tức rao bán. Bốt ngẫu nhiên được biển số quá đẹp. Bàn tay vàng trong làng bốt số, tiện thể bác nào chung đam mê, em bấn luôn nhé. Dốt số sàn 2019, có 7 túi khí, chưa lăn bánh, nội dung rao bán. Dưới phần bình luận nhiều dân mạng đã đưa ra các nhận xét khác nhau. Nhiều người tấm tắc khen ngợi cho chủ xe quá may mắn khi nhận về biển số tuyệt đẹp. Số khác cho rằng vì tấm biển mà giá trị cái xe được nâng tầm hơn lên. Không biết chiếc xe sẽ được bán với giá bao nhiêu nhưng bài đăng này đã hút được rất nhiều sự chú ý.